Với màn hình Z-Tech sẽ giúp cho chúng ta định vị xe từ xa, xem lại lịch sử hành trình di chuyển thông qua ứng dụng trên điện thoại Z-Tech Tracking. Bạn có thể xem lại lịch trình di chuyển của xe trong vòng 365 ngày nhờ vào bộ nhớ thông minh có thể lưu trữ được dữ liệu cực khủng.